Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 21 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hôm nay nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Thay mặt đội ngũ những người làm báo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, xin được trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban sở ngành trong thời gian qua đã quan tâm tạo mọi điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự quan tâm này là động lực để tập thể cán bộ, viên chức lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng như đội ngũ những người làm báo của tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển, góp phần xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ tư năm 2021-2022. Hiệu quả từ việc đấu tranh chống tiêu cực của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Chiều nay tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ, phóng viên, các cơ quan báo chí trung ương thường trú, các cơ quan báo, tạp chí trong tỉnh nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cơ quan báo chí trong tỉnh và đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Trong 25 năm tái lập, các cơ quan báo chí trung ương và tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương thường trú tại Hưng Yên cũng như các cơ quan báo chí của tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra. Đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục quan tâm, tập trung thông tin, tuyên truyền những nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của doanh nghiệp và nhân dân trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao kiểu mẫu, góp phần đưa tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển. Từ đây thì tỉnh Hưng Yên của chúng ta thì có thể nói là sẽ phát triển rất là mạnh mẽ, rất nhanh với hai cái xu hướng trụ cột quan trọng. Đấy là đô thị hóa và công nghiệp hóa. Nó tạo ra vô cùng những vấn đề, nó không phải vấn đề về tư duy hay là nhận thức đâu. Nó đặt ra những vấn đề về phát triển. Chúng ta nhìn vấn đề trong ngắn hạn ấy, thì một chính sách, một chủ trương không bao giờ hài hòa đạt được đồng thời được các mục tiêu. Đấy, anh có thể đạt được ngay cái mục tiêu về tăng trưởng kinh tế nhanh, nhưng chưa chắc đã đạt được những mục tiêu về phát triển một xã hội hài hòa hay là vấn đề về bảo vệ môi trường ở đây. Đấy, mặc dù trong dài hạn chúng ta hướng tới một cái mục tiêu phát triển bền vững trên ba trụ cột là tăng trưởng kinh tế nhanh, đấy, xã hội ổn định và bảo vệ môi trường, chúng ta hướng đấy, nhưng mà trong từng cái giai đoạn cụ thể ngắn hạn thì chưa chắc chúng ta có thể đạt được cái, cho nên là nó tạo ra những vấn đề về xã hội, tạo ra những cái luồng ý kiến và những cái quan điểm khác nhau về những cái chủ trương, kể cả những quan điểm mang tính chất bất đồng về những chủ trương chính sách đấy, khi mà lợi ích của một bộ phận người dân chưa được đáp ứng một cách đầy đủ so với cả cái kỳ vọng và cái mong muốn của người ta. Đấy, cái đấy là cái lo ngại nhất đối với cả một tỉnh mà đang phát triển bứt phá, thì cũng rất là mong phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên của chúng ta nắm chắc các chủ trương, rồi nắm chắc cái tình hình của địa phương để chúng ta có những cái phương thức hỗ trợ cho các cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên mong rằng các nhà báo, phóng viên, các cơ quan báo chí phát huy vai trò báo chí cách mạng Việt Nam,
giữ vững, mắt sáng, bút sắc lòng trong, tập trung tuyên truyền phản ánh những mặt, lĩnh vực trong đời sống xã hội, phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả, người tốt việc tốt, với tinh thần lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Bên cạnh đó, trong phản ánh chống tiêu cực, các nhà báo phóng viên cần phản ánh trung thực khách quan, không phê bình theo cảm tính, suy diễn, mà cần thẩm định thông tin để có những thông tin đúng với sự việc. Cần tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động phục vụ nghiệp vụ cũng như đáp ứng nhu cầu thông tin của quần chúng nhân dân. Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp ủy chính quyền trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo điều hành để Hưng Yên ngày càng phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhiều chỉ tiêu đã được cải thiện đáng kể, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đồng thời tin tưởng rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cấp ủy chính quyền trong tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, mạnh mẽ, vững chắc và đổi mới hơn nữa. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chân tình của các cơ quan báo chí đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và nhấn mạnh những kết quả đạt được của tỉnh trong những năm qua mới chỉ là bước đầu nhưng rất quan trọng để tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đưa tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển phồn vinh, toàn diện và bền vững. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chúc mừng các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đã đến chúc mừng lãnh đạo cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Hưng Yên và Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ phóng viên biên tập viên báo Hưng Yên, Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên. Đồng chí ghi nhận đánh giá cao vai trò của báo Hưng Yên, Thông tấn xã trong việc truyền tải các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, bám sát sự chỉ đạo định hướng của tỉnh, tuyên truyền sâu rộng có chất lượng, hình thức phong phú, đa dạng về những sự kiện quan trọng, thông tin những kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Để góp phần nâng cao công tác tuyên truyền của Đảng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong rằng thời gian tới các cơ quan báo chí cần tăng cường đổi mới nội dung, hình thức ấn phẩm của báo, đặc biệt là báo điện tử theo hướng hiện đại, thẩm mỹ, bảo đảm tính thời sự, sắc bén, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc và theo đúng định hướng của tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho công tác tuyên truyền với phương châm trung thực, khách quan, kịp thời, chính xác, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần tạo môi trường chính trị xã hội an toàn, lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến chúc mừng tạp chí Phố Hiến và Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trung ương nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tại Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Các phóng viên, nhà báo đã kịp thời thông tin việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, đặc biệt tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung phản ánh thông tin tuyên truyền kịp thời, sát đúng những vấn đề có tính thời sự, tham gia tích cực vào việc định hướng dư luận xã hội, tích cực tuyên truyền phát huy giá trị văn hóa của đất và người Hưng Yên. Tại tạp chí Phố Hiến, đồng chí Trần Quốc Toàn nhấn mạnh, thời gian qua tạp chí Phố Hiến đã đồng hành cùng các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quảng bá hình ảnh quê hương Hưng Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Thời gian tới, tập thể cán bộ, văn nghệ sĩ, cộng tác viên của tạp chí Phố Hiến cần tiếp tục có nhiều sáng tác văn học nghệ thuật mới, ý nghĩa về mảnh đất và con người Hưng Yên, trong đó tập trung nghiên cứu, sáng tác các tác phẩm khắc họa sắc nét văn hóa, nét riêng của con người Hưng Yên trong tình hình mới. Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Toàn đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trung ương như Thông tấn xã Việt Nam và tạp chí Cộng sản. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã tặng lãng hoa và ghi nhận những kết quả cho công tác tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí chúc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tiên phong trên mặt trận tuyên truyền, giữ vững tâm sáng, lòng trong, bút sắc để tạo nên những tác phẩm báo chí chất lượng cao có sức lan tỏa trong xã hội. Thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng lớn của tỉnh Hưng Yên trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quán triệt đường nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, gương điển hình và phản ánh những vấn đề nóng, vấn đề tiêu cực phát sinh ở cơ sở, từ đó tạo dư luận tốt trong xã hội, thu hút người dân quan tâm và tham gia vào các hoạt động chính trị của đất nước cũng như của tỉnh. Bên cạnh đó, đối với tập thể lãnh đạo và đội ngũ phóng viên của đài luôn không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới chất lượng các bản tin đáp ứng theo yêu cầu của tình hình mới. Đánh giá cao những nỗ lực kết quả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền nói chung và Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, đài cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, bám sát sự kiện và tuyên truyền đậm nét toàn diện về tình hình phát triển chung của tỉnh nhà. Phương hướng của tỉnh từ nay đến hết nhiệm kỳ và định hướng đến 2030 thì tỉnh Hưng Yên với một cái tiêu đề Hưng Yên khát vọng phát triển. Cái chủ trương này thì tôi cũng đề nghị đài là ta có những đi đúng hướng và tuyên truyền rộng rãi cho tất cả toàn thể cán bộ và nhân dân của tỉnh đồng thuận để chúng ta cùng nhau phát triển kinh tế xã hội. Chủ trương của tỉnh hiện nay nút thắt đó là công tác giải phóng mặt bằng. Và tôi rất là tâm đắc qua cái bài phóng sự của đài truyền hình về cái chỗ giải phóng ở Văn Lâm, đưa phỏng vấn các ngay cả các hộ dân là trong Tân Quang rất đồng tình ủng hộ. Khi mà ta giải quyết được cái nút thắt của toàn tỉnh như vậy thì lúc đó thì các cái ý tưởng phát triển kinh tế xã hội và biến các cái chủ trương đường lối của tỉnh Hưng Yên thành hiện thực, tức là phải đẩy mạnh thực hiện ba đột phá, trong đó các tập trung thu hút đầu tư. Phải xác định đó là muốn phát triển được thì đầu tiên đó là phải rất ưu tiên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn về tỉnh và chính quyền địa phương thì phải ủng hộ trong cái việc giải phóng mặt bằng và có sự đồng thuận của nhân dân. Và muốn làm việc đó thì không có kênh nào hay tốt hơn là truyền hình của Hưng Yên thì đi tuyên truyền các nội dung cơ bản như vậy. Bên cạnh đó thì Hưng Yên chúng ta thì có rất nhiều cơ quan báo chí, trong đó cái kênh truyền hình Hưng Yên là một kênh rất là quan trọng để người dân đã thấy được các cái gương tốt, việc tốt, rồi cũng thể phê bình những tổ chức cá nhân mà không chấp hành, để đấy là hình thức răn đe. Trong không khí đầm ấm, trang trọng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng gợi mở một số giải pháp định hướng của đài trong thời gian tới. Cụ thể, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cần đi đầu cho công tác chuyển đổi số, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, phục vụ sản xuất chương trình, tăng thời lượng phát sóng hàng ngày với các nội dung phong phú và thu hút khán giả. Dành nhiều bài viết, thời lượng về thành tựu kinh tế xã hội, chủ trương của tỉnh, môi trường kinh doanh và gương người tốt, việc tốt, góp phần lan tỏa hình ảnh của Hưng Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế, nhất là các nhà đầu tư. Nhân dịp này, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đào Hồng Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã đến chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, đánh giá cao sự đóng góp của báo chí nói chung và Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời thông tin định hướng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân trong tỉnh, phối hợp đồng hành cùng các ngành, tổ chức, đơn vị để đưa nhiều tin bài có chất lượng, kịp thời lan tỏa nhiều phong trào cá nhân điển hình, cách làm hay, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp trong xã hội. Tối qua tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ tư năm 2021-2022. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Hồng Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tại báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ tư năm 2021-2022 có 87 tác phẩm tham dự, trong đó có 14 tác phẩm báo in, 21 tác phẩm báo điện tử, 19 tác phẩm phát thanh, 33 tác phẩm truyền hình. Các tác phẩm tham gia giải lần này được đánh giá phong phú về đề tài, có sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng, nội dung tập trung phản ánh các địa phương đơn vị trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mở rộng thu hút đầu tư các khu cụm công nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường phòng chống dịch COVID-19, xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp và công trình thủy lợi. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Hồng Vận chúc mừng biểu dương những cố gắng, nỗ lực, sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả đã có những tác phẩm báo chí chất lượng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí của tỉnh và đội ngũ, những người làm báo tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung phản ánh, thông tin, tuyên truyền kịp thời, sát đúng những vấn đề có tính thời sự, có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, bắt kịp xu hướng của báo chí hiện đại. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải, trong đó có 4 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 12 giải khuyến khích. Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thời gian qua các cơ quan báo chí tỉnh Hưng Yên không ngừng để mạnh công tác tuyên truyền, đóng góp tích cực hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó có công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào kết quả thu hút đầu tư của tỉnh. Thực hiện đầu tư tại tỉnh Hưng Yên từ năm 2005 đến nay, khu công nghiệp Thăng Long 2 của tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã hoàn thành việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 345 ha, thu hút trên 100 dự án đầu tư nước ngoài, tạo việc làm cho 25.000 lao động và đóng góp ngân sách hàng năm cho tỉnh khoảng 45 triệu đô la Mỹ. Hiện khu công nghiệp đang tiếp tục mở rộng giai đoạn 3 với diện tích tăng thêm trên 108 ha. Đây là khu công nghiệp hiện đại, kiểu mẫu không chỉ của Hưng Yên mà của cả nước, thu hút các dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường. Để đạt được kết quả này, theo ông Nguyễn Đức Thắng, giám đốc khu công nghiệp Thăng Long 2, ngoài sự quan tâm tạo điều kiện hết sức quan trọng của tỉnh, còn có sự đồng hành các cơ quan báo chí cho công tác tuyên truyền phát triển khu công nghiệp. Trong quá trình đầu tư và phát triển khu công nghiệp Thăng Long 2 thì chúng tôi luôn luôn nhận được cái sự đồng hành của các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh Hưng Yên, giúp nhân dân Hưng Yên hiểu rõ hơn về hoạt động của khu công nghiệp chúng tôi, ủng hộ rất là giải phóng mặt bằng, đặc biệt cũng rất tích cực trong việc phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông qua các cơ quan báo chí thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự chỉ đạo kịp thời, sự nắm bắt sâu sát của lãnh đạo tỉnh, hỗ trợ rất là tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Xác định việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, khâu đột phá tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những năm qua, Hưng Yên đã và đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư của cả nước. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cũng đã bám sát định hướng của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên báo đài, trong đó đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá thu hút đầu tư, chú trọng xây dựng điểm nhấn thu hút đầu tư ở các lĩnh vực công nghiệp thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và phản ánh các vấn đề nảy sinh trong thu hút đầu tư để tỉnh có chỉ đạo kịp thời. Cái việc đi trước đón đầu trong vai trò của cung cấp thông tin cũng như là của vai trò của báo đài thì là rất quan trọng, bởi lẽ rằng là khi mà các cơ quan báo đài tuyên truyền chủ trương của tỉnh, những cái nội dung quy hoạch cũng như là cái việc mà triển khai các dự án thì là rõ rồi, thì tạo được cái sự đồng thuận rất là cao trong nhân dân. Cái việc mà tác nghiệp của các cơ quan chức năng, các sở ngành cũng như là ủy ban các huyện vào cuộc nó cũng sẽ thuận lợi hơn. Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, báo Hưng Yên, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên đã tập trung tuyên truyền đậm nét với nhiều bài viết, phóng sự về giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên đã mở chuyên mục tháo nút thắt trong giải phóng mặt bằng nhanh, chú trọng tuyên truyền về giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành kịp thời phản ánh giúp chính quyền địa phương, nhà đầu tư giải quyết đảm bảo hài lòng lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thời gian qua thì một số cái phóng sự của đài truyền hình, một số bài viết của báo Nghiên cũng đã nêu cái công tác giải phóng bằng ở Yên Mỹ. Ví dụ như là những cái tuyến đường có cái tiến độ giải phóng bằng nhanh, nhưng ngược lại là những cái chỗ nào khó khăn vướng mắc thì
báo đài cũng về làm việc với huyện tuyên truyền các hộ không trồng cây trục lợi, không xây nhà để lấy bồi thường, hỗ trợ huyện để tuyên truyền. Người dân mà còn đang chưa hiểu thì cũng đồng thuận với cái chính sách bồi thường của nhà nước. Hiện tỉnh Hưng Yên có 15 khu công nghiệp với gần 3.900 ha được phê duyệt, trong đó có 7 khu công nghiệp với gần 1.900 ha đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy khoảng trên 70%. Toàn tỉnh hiện đã thu hút trên 2.000 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Những kết quả nổi bật trong thực hiện khâu đột phá về thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian qua không chỉ tạo nên cú hích làm đổi thay Hưng Yên về mọi mặt, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh mà còn là nền tảng quan trọng để Hưng Yên tiếp đà tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Với chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Đài đã chủ động tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình và trang thông tin điện tử về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của cấp ủy và chính quyền đến với nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đồng thời, Đài luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Gần đây nhất, vào ngày 15 tháng 6 năm 2022, từ thông tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất hạt nhựa, xả nước thải trực tiếp chưa qua xử lý ra môi trường ở xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm. Truyền hình Hưng Yên cũng đã phản ánh trung thực cái việc công ty, xí nghiệp đã vi phạm về vấn đề môi trường, đã phối hợp với chính quyền địa phương chúng tôi để xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ tính riêng trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có hàng trăm tin bài trên sóng truyền hình phát thanh và trang thông tin điện tử về năm vấn đề bức xúc nổi cộm, đó là những bất cập trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lĩnh vực đất đai, môi trường, công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác đấu tranh hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Điển hình trong công tác tuyên truyền phải kể đến loạt phóng sự phản ánh về các dự án không thực hiện đúng tiến độ theo cam kết, tình trạng trồng cây trục lợi tiền giải phóng mặt bằng diễn ra ở một số địa phương, tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm hệ thống sông Bắc Hưng Hải, hoạt động của các bến bãi không phép, xe quá tải vẫn hoành hành trên các tuyến đường. Chính nhờ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống lãng phí tiêu cực nên lượng khán giả xem chương trình truyền hình của Đài ngày càng tăng, vai trò vị thế báo chí với tỉnh tiếp tục được khẳng định. Đối với những cái thông tin của Đài phản ánh thì địa phương là đánh giá là rất kịp thời trong cái công tác thực hiện kế hoạch 93 giải quyết những vi phạm. Bãi cát này là con ông cháu cha mười mấy năm nay không ai đụng vào, nhưng mà phải nói là cũng tôi nghĩ là không làm được vì bao nhiêu người không dám nói. Mà đến giờ cái nhà báo hôm vừa rồi á, là về đây thì chúng tôi phấn khởi lắm. Tôi thấy là phản ánh này là tôi thấy là rất là rành mạch, mà rõ ràng, mà rất là công minh. Do cái nhận thức của một số hội dân cũng chưa được hiểu biết rõ, nên có cái đem cái cây cối ra trồng ở cái đất lúa. Sau khi đài truyền hình phản ánh thì cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động các hộ như di chuyển toàn bộ số cây đã trồng trái phép. Đặc biệt như ở Lệ Xá là đài đã phản ánh kịp thời cái vụ như vậy, là công ty ABC vào như vậy là xây dựng khi chưa như vậy là được cấp thẩm quyền cho phép thì đã kịp thời ngăn chặn xử lý. Ngoài sức chiến đấu tiêu cực, những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm thông qua các bản tin thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn có các chuyên đề, chuyên mục phong phú như ống kính phóng viên, hộp thư truyền hình, phổ biến pháp luật, phản ánh kịp thời, nhanh nhạy, chính xác về mọi mặt của đời sống xã hội. Gia đình tôi là bị các đối tượng là đến vứt các chất bẩn vào trước cửa nhà tôi đây. Mẹ con tôi là cũng ý kiến với báo đài của Hưng Yên về vào cuộc và đã bắt được 3 đối tượng của Xuân Quan. Thì từ bấy đến giờ là không mẹ con tôi yên ổn, được bình an làm ăn trở lại cuộc sống đời thường. Có thể khẳng định thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đã thực sự là diễn đàn của nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực cho đông đảo quần chúng nhân dân, giữ gìn uy tín, nâng cao vai trò vị thế của Đảng bộ, chính quyền Hưng Yên trên mặt trận phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Thưa quý vị và các bạn,
Tính từ 15 giờ ngày 21 tháng 6, giá xăng dầu tiếp tục điều chỉnh tăng sau phiên điều hành của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 190 đồng một lít, từ 31.110 đồng một lít lên 31.300 đồng một lít. Xăng RON 953 tăng 500 đồng một lít, từ 32.370 đồng một lít lên 32.870 đồng một lít. Dầu diesel tăng 990 đồng một lít, từ 29.020 đồng một lít lên 30.010 đồng một lít. Dầu hỏa là 28.780 đồng một lít, tăng 950 đồng. Dầu ma rút là 20.730 đồng một ký, tăng 380 đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, giá xăng dầu liên tục tăng trong 7 kỳ với mức cao kỷ lục nhất trong 8 năm trở lại đây kể từ tháng 7 năm 2014. Chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.